Đến đây thì qua chui qua một cái coi như là một cái căn hầm. Ở trong chiếc ghe như thế này thì Bùi Hồ mới nhận ra được rằng ông Bảy cũng là rất là coi như là nhà Phật. Tại vì ở trên cái miếng thanh miếng như thế này ông ghi một cái chữ rất là rõ ở đây, đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Rồi trong đây thì một cái căn nhỏ mà một nơi cái trang trọng mà ấm cúng nhất thì ông dùng để thờ cúng ở đây. Ở trên đây chúng ta có thể nhận thấy những cái ly, những cái và một cái chân hương để ông thờ cúng, một cái nơi trang trọng nhất mà nó cách xa cái căn bếp của mình. Dạ. Nếu như mà có ước muốn trong cuộc đời thì ông Bảy sẽ ước gì? Dạ, ước gì hả? Nghe coi con không có gì cũng có đủ xài đủ sống rồi, rồi chứ không có là gì đấy luôn. Là rồi đâu còn gì nó mới thì nó đủ xài đủ sống là sao ông Bảy? À, ví dụ mình có tiền mình xài không có tiền thì mình đủ cơm sống mình qua ngày ngày thôi. Ông có ước muốn gì cho mình ở một cái tương lai nữa không? Không, không có cái gì đó nữa rồi. Dạ. Yeah. Cái đó là nước cơm. Ông Bảy chắc nước lại để làm canh đó hả? Làm canh. Ôi, ông Bảy cho ngày xưa con cũng nhỏ, mẹ con cũng cho con uống nước cơm như thế. Ông Bảy có thể cho con tí xíu được không? Xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì tiếp tục hành trình của mình tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, thì sau khi mà quay cái hoàn cảnh của anh Ô với lại vợ của mình thì Bùi Hồ lại phát hiện thêm một cái hoàn cảnh vô cùng đặc biệt và muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị. Để cho mọi người có lòng hảo tâm giúp đỡ thì sẽ liên hệ. Và đằng sau lưng này đó là một cái chiếc ghe đã mục nát của ba chị em ruột đang sống ở trên chiếc ghe này và cũng khá là lớn tuổi rồi. Vậy thì thật hư tại sao họ lại sống ở trên chiếc ghe như thế, không lên bờ sống? Đó là một cái câu chuyện và Bùi Hồ muốn tìm hiểu để muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị. Và đây là cái chiếc ghe mà nơi mà ba chị em ở đây mát quá ha chú ha. Chú cho con hỏi là ở dưới ghe đó là ba chị em nó sống ở dưới đó lâu chưa? Lâu rồi, nãy giờ sống lâu lắm. Là khoảng nhiêu năm hay chú? Gần 20 năm rồi. Trên nó, trên 20 năm. Ừ. Tại sao không lên nhà mà lại sống dưới? Tôi đâu có chỗ. Đất này là của chú. Chú. Nó đầu ngày ba không có chỗ bỏ luôn rồi. Trước thấy mưa gió chơi. Nè ba, có bụi cây đó lết qua lại che miếng cao su không thấy tội nghiệp tôi mới cắt cho ba. Bán cái nhà này đâu có chỗ đâu. Lớn tuổi chưa chú, khoảng bao nhiêu tuổi? Con chưa 70 mấy. Ôi, người nhỏ nhất là cũng xăm ấy. Có nghĩa là ngày xưa là người ta thường có cái việc mà di từ ở Bến Tre lên đây để mà cắt lúa muống. Rồi người ta định cư đây luôn. Mà định cư bằng chiếc ghe chứ sao? Tại vì ngày xưa đi ghe lên đây không mà. Chiếc ghe kia nó mục nó bể nát chân rồi. Dạ. Rồi cái mặn cái ta cho đó gỡ gom mớp mớ một khi mua chiếc ghe này, mà chiếc ghe này không biết xài được bao lâu. Bây giờ ba chị em của cô đó có nhà. Có bà đó có nhà hết à? Bà có bà ăn kia. Hai người con trai. Một người nữ. Ồ. Bà đi đứng khó khăn lắm, đi chống gậy rồi đó. Ồ. Làm mướn không hả? Làm mướn không. Dạ. Cái chòi này là trước khi mà là ở đây hả? Cái chòi này chắc mấy mét vuông trời. Bà thứ ba hả? Dạ anh chào bà. Ba. Ôi, là lên đây mình là tối mình ngủ ở đây hay sao bà? À, bà ngủ ở đây nè. Còn hai anh em thì ở dưới đó. Ừ. Ồ. Cái này có bị dột chứ không bà? Không có, bà không có dột. Bà ba ngủ. Một cái chòi với lại một chiếc ghe cho ba người sinh sống. Dạ. Bà ba thì một mình ở trên này nè nghe. Bà có một mình bà ba trên này, còn hai đứa em ở dưới ghe. Con nghe chân bà bị tật hay sao bị gì? À, cái giò bị tật. Đi giờ lấy cái gậy chống. Bị hồi đó giờ ha, là do lớn mới tuổi nó nè. Bị mới đây 4 năm nay đó. 4 năm rồi. Bị teo cơ rồi quá. Dạ. Đi không được, xuống ghe hết được hả bà ba? Bà nay nhiêu tuổi rồi bà? Bà ba nay 73. Ở đây có một cái giường rau. Anh em thằng thứ 6, thằng thứ 7. Ờ, không có gia đình hết hả bà ba? À, hai ông với không có gia đình, còn tôi có gia đình nè, con ở riêng rồi, không có chung với tôi. Bị gì tôi ở ba chị em với này không à. Ờ. Quê bà ở đâu? Ở Bến Tre. Bà đây thôi. Lâu rồi, mấy chục năm nay rồi. Là bà ba di chuyển là cất lúa, ngày xưa đi cất lúa muốn đó phải không? Muốn không à, càng là không có mần cũng muộn nổi. Ờ. Đi mần muốn ăn không, bà hai anh em đi mần muốn ăn cất lúa rồi đi này kia nọ thôi. Chứ rồi cái ở đây luôn? Ở đây tới giờ luôn. Bà ở huyện nào của Bến Tre? Huyện Bến Tre, huyện Bó Cày, tỉnh Bến Tre. Ờ. À,
cài ha. Ừ. Bà nghĩ về quê luôn hả bà? Bà ba không có về dưới quê, bà ba ở này luôn, bởi vì hai đứa em ở trên này đó. Ừ. Rồi theo hai đứa em ở này luôn chứ không có về dưới quê. Hai người bà em con mình còn dưới đông không bà ba? Không biết đó, bà ba đi nay biết, nay bà ba đâu có biết. Đâu có liên lạc lại được. Đâu có biết. Nghĩa là hồi đó đi là bỏ xứ luôn. Bỏ xứ luôn bà bỏ ba. Bỏ xứ ra đi. Ờ, bà ba đâu có gì dưới, bà ba đâu có biết. Rồi ông ba mất hả? Ông ba mất nay mấy năm nay rồi. Ờ. Lâu rồi. Còn bà ba với ông ba có mấy người con? Có một người mà giờ nó có vợ có con ở trên nhà nó tỉnh á. Ở đâu bà ba tỉnh, ở đâu? Ở đây nhà đó có đường quẹo vô tỉnh. Rồi không nuôi bà ba được sao? Không có nuôi, nó bị về vợ chồng nó mặn riêng ăn rồi tôi theo mấy ba hai đứa em. Ồ. Ba chị em gắn bó quá ha. Bà không có đi làm gì được, hồi còn mạnh á thì đi làm hái cao bờ này buôn bán ha. Còn giờ vậy thì không có đi đâu được. Cái chòi này nóng quá. Rồi hai người thì em của bà ba. Hai người em thì đi múc lúa ăn này kia nọ, bà ba ở nhà. Bà ba trồng rau này đó hả? Ờ, trồng rau này kia nó cánh chua này đó. con đi xuống dưới nha bà ba. Bà ba ở à? Nhật dưới mà. Ông là gió này mát. Thôi ở đây mát thiệt, ở đây mát thiệt luôn á. Để giờ đi xuống dưới. Cái căn chòi này thì cái chiếc ghe này thì chúng ta còn nhận thấy là ở trên đó nó có những cái vỏ xe của những cái chiếc xe ô tô để chịu đựng lại cái sức gió mà nó làm cho bung lên những cái miếng bát này lên và được căng bởi những cái sợi dây như thế này và hai người em của bà ba phải làm như vậy lý do để cho nó bớt nóng. Cái cầu này thấy nguy hiểm lắm luôn nè, nhưng mà hai người em của ba thì tuổi cũng khá là cao nhưng mà sống được như thế này thì cũng rất là hay luôn. Cuộc sống chật vật quá. Ở đây có trồng một cây mai để cho nó mát, có một cái khung cảnh ở trên đây. Cái ghe này thì thấy đỡ hơn chiếc ghe hoàn cảnh trước mà Bùi Hồ quay. Dạ con chào, con chào chú. Dạ. Ê, cái lưu của mình múc nước dưới sông lên hả chú? Ồ, và dạ. Cái này là 4 xác ghe rồi. Ôi. Mấy năm rồi đó. Dạ. Ê, chú. Con chào ông à. Ông thứ mấy? Thứ 7. Thứ 7, vậy còn ông 6 đi rồi ha. 6 đi rồi. Đi mặn hay đâu? Đi đồng. Đi đồng mặn cái gì? Đi bắt ốc về cầm câu vậy đó, cầm câu hết á. Dạ, cũng cầm ốc câu nữa hả? Cũng mới giờ cũng cầm câu. Ông làm bắt ốc hay là cầm câu? Bắt ốc, cầm câu đặng lễ cầm câu là câu hết á. À, buổi tối mấy giờ ông đi? Đi tháng mơ khoảng chừng 12 giờ là mới đi. À vậy là ông sáu đi bắt ốc, ông rời tối ông sáu với ông bảy có cầm bơ mới đi cầm. À. Lễ mình đi cầm đó 12 giờ trưa mình đi cầm. Bữa nay bắt ngày mai mới cầm. Là mình cách một ngày cầm một ngày ha, là sao? Ừ, bắt ngày cầm ngày vậy đó. Dạ. Chứ không phải ngày nào cũng đi ha. Cái này mình thu nhập đỡ không ông bảy? Cũng ít nên cái này cũng rẻ quá. Dạ. Hai mấy ngàn ký. Ngàn. Một đêm ông cắm được mấy? Tối đa luôn là 3 ký. 3 ký cũng 60.000 ngày. 75.000. Dạ. 75.000 sao cho hai anh em? ba người luôn cho bà ba nữa. Cũng như ba hai người cầm ba người ăn đó. Chắc là bữa nào ăn bữa đó quá hen. Ăn bữa bảy. Là bên nào ăn bữa nấy đó. Ông đang nấu cơm hay gì vậy? Ăn nấu cơm. Ủa, nấu cơm củi luôn. Cho con xem với. Mới bắt lên rồi. Mới chắc nước không ông? Ông chắc bánh. Chắc nước. Chiều nay ông bảy ăn cơm gì vậy? Đây nè. Cái này đây nè. Cá kho. Cá lóc kho. Ở đâu ông bảy mua hả? Cá này mua lâu lắm rồi, ba bữa nay rồi. Ăn nhín nhín còn dưới đây với thịt ớt á. Tình cờ là mình ăn đó. Dạ. Chứ đâu có gì đâu. Một con cá ăn 3-4 ngày. 3-4 ngày ăn, ba chị em ăn 3-4 ngày, 2-3-4 ngày vậy. Sống gì ông, con nghe nói ông bảy ông sáu không có gia đình. Không có. Sao không có gia đình ông sáu? Trời ơi, nghèo kiểu vậy làm bà mặt nước rồi gia đình chi. Hồi đó không kiếm bà nào giàu đó, mình cua. Trời ơi, thấy mình nghèo rồi đi cua đó là chết à. Có đâu lại tao thương mình thấy mình đẹp trai nữa. À, có con cái nữa lùm đùm nữa cười mẹ cho nó. Có nghĩa là ông sợ có gia đình rồi sẽ khổ cho con đó. Làm khổ cho con của mình. Yeah, không có rồi. Nơi nó sinh sống thì tội nghiệp nó. Dạ. Yeah. Yeah. Mình nói vậy rồi mình sanh con tạo con rồi. Tại rồi, con nít quen rồi cũng không gì mấy. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi điện ở đâu mình xài? Xài đèn dầu chứ điện gì? Đèn dầu, nước. Nước thì xài không? Nước uống thì đổi nước nữa không? À, ô đỡ hơn đằng kia. Cái bình nước đỡ hơn anh ô lắm. Thật ra thì khi mà bạn Nghĩa biết không, khi mà đến những cái hoàn cảnh ở trên ghe như thế này thì cái vấn đề mà sinh hoạt á là điện nước là quan trọng nhất. Thì nên là nữ là đến đâu thì Bùi Hồ mình với bạn công của miền Tây cũng đều hỏi cái vấn đề sinh hoạt điện nước. Cái lưu nước. Cái lưu này thì để múc ở dưới sông lên để nấu cơm. Nấu cơm. Rồi mình tắm ở đâu? Tắm
xuống sông tắm luôn. Dạ rồi ông thay đồ ở đâu ông bảy? Dạ đứng rửa càng căng thay cho đứng đâu vậy? Dạ đi vệ sinh. Dạ. Vệ sinh thì lên bờ mấy một ngày lên bờ. Dạ. Đi rải xong chứ biết sao. Tối lên nhà người ta đâu được. Dạ. Dạ. Thì là ban ngày mình đi nhờ trên nhà người ta. Dạ, đúng rồi. Còn tiêu máy hay là tiêu máy rồi. Dạ. Cái này con hỏi thẳng, con hỏi thiệt ông Bảy nè. Dạ. Ngày xưa giờ ba chị em mình ở chung với nhau á. Dạ. Có khi nào mình lại lớn tiếng với nhau hay cự lộn giận hờn gì nhau không? Cái đó không có rồi, ba chị em giờ đồng sống với nhau không có cự lộn cự quậy gì cả. Dạ. Hậu ba hôm sớm này biết chuyện không có cự lộn. Dạ. Lúc có hậu giờ còn có ba chị em cự lộn thì sao được chứ được. Còn ngày xưa giờ luôn là không có cự lộn cự cãi gì nha. Ông Bảy tất cả là mấy anh chị em? Đông lắm mà chắc còn ba chị em. Vậy là mấy người kia mất hết hả? Mấy người mất hết, đi giải phóng mất luôn. Rồi người lớp bệnh chết, đi giải phóng chết đâu hai bà, hai ông. Bởi vì tự nhiên bà ba rồi tới ông Bảy thì con mới tò mò con hỏi. Rồi còn thứ người thứ hai nè, người thứ ba nè, người thứ tư nè, người thứ năm nè. Rồi ông ba có uống rượu không? Ông Bảy có uống rượu không? Bỏ rồi, bỏ lâu lắm rồi. Ờ. Thời gian trước cũng dữ lắm rồi, trẻ nha, uống rượu dữ lắm à. Dạ. Ông Bảy 18 tuổi nó cũng dữ lắm. Mình đi làm. Dạ, bây giờ thì mình không có tiền để mình uống hay sao? Là của mình, ai gì, buôn lương tâm mình thấy mình bằng, không có ra đồng tiền đó. Thôi nghỉ, vô uống rượu cũng không vô lợi ích gì, không dạ. Nghỉ luôn. Đúng rồi. Dạ. Nghỉ này cũng 2-3 năm nay rồi. Một ngày thì chi tiêu cho nguyên cả ba chị em của ông Bảy là khoảng bao nhiêu tiền? Thì sau bữa, ví dụ mua cá 4.000, 5.000 đi đặt vô thế. Là mình ăn nhím thì được 3 bữa ăn. Dạ. Ăn hơi mặn chút thì con cá lóc đó chắc cũng có 20-30 ngàn con ạ. À. Cá lóc giờ mình mua tại sao cá à, con bự con nhỏ. Dạ. Bự vậy thì ăn được lâu chút, 3 bữa. Từ nhỏ nhỏ ăn được 3 bữa. Mình thường là kho để mình tiết kiệm ha. Rồi kho vậy nè, kho tiết kiệm vậy đó. Dạ chứ con thấy mình nấu canh này mình sẽ hao hơn phải không? Dạ. Không vậy. Hao cái chảo bên kia là chảo gì không bay? Chảo mỡ. À. Mình để mình chiên mình tiện đâu mình để mình chiên 2-3 lần luôn đó hả? Để chiều sáng nè, để mơ có ấy gì chiên nữa. Ờ không nở rửa cái chảo luôn á nghe. Có để sẵn một cái keo chao rất là to luôn. Thấy không vậy? Keo chao không có đồ ăn mình ăn ra. Dạ, ta mới cũng mới trời hôm qua nè. Chứ ông Bảy là năm nay là nhiêu rồi? 61 rồi. Còn ông 6? 6 là 63. Còn bà ba là 70 73. Bị bỏ bóng bốn người. Nói chung là ba chị em là cũng lớn tuổi không à. Tối đó đốt đèn dầu hết á. Ừ. Đốt đèn dầu. Mua dầu không à. Mua dầu đỡ tốn trước điện. Trước là cái anh đó chưa cho cái nhà đó là bà ba ở dưới ghe luôn. Ở dưới ghe luôn rồi ông thấy vậy là bốt sám múc đó. Dạ. Rồi đây cũng cháu rồi, cho các trả lại là cũng cháu. Dạ. Cũng cháu kêu một chú. Mà chú là ngang phải chú bà con thì chú ấy lớn tuổi á. Dạ. Phải lại vậy. Chứ không có quen gì ha. Không có quen. Từ Bến Tre lên. Nhưng mà người ta thấy mình người ta thương. Thấy bà ba bà thấy da cực bức nước bớt bớt từng bầu túng đó rồi nó cắt lên cho bà ấy. Rồi mình ngày ăn nhiêu gạo ông Bảy? Ngày thì ba cho em 5 lon khi ăn hết thì ăn hết luôn. Nguyên ngày ha. Ừ. Ngày thì mình nó có 2 lon nè. Dạ. 2 lon nó không biết ăn hết là không á. Ừ. Vì lớn tuổi già rồi anh đâu có mạnh như thanh niên được. Tụi trẻ lớn lên. Tụi trẻ lên là 3 người, 2 người, 3 người ăn 2 lon đâu đủ. Dạ. Nhặt đời thôi. Ông nấu củi đó giờ luôn hả? Mày? Hồi mới lên tới giờ luôn mãi suốt luôn. Quen nấu con củi hả? Quen rồi, với nấu bà kia nấu được. Hồi biết nấu con củi không? Biết chứ. Biết chắc nước không? Biết chứ. Biết nấu con củi mà không chắc nước. Biết chứ. Rồi dễ thôi, để có vậy. Đơn giản thôi. Ví dụ giờ mình nấu 3 lon tay. Hoặc là 2 lon. Mình giật xuống chút, 3 lon đầy lóng tay, hơn lóng tay chút vậy rồi. Dạ. Dạ. Thì nó là đấy, nó cạn luôn. Hồi xưa con cũng có nấu con củi vậy. Nấu con củi thì mình sẽ hạn chế dở nắp. Cũng dở như bình thường rồi. Khi mình sôi xong á, hạn chế dở nắp ra để cho nó giữ hơn. Đó là để cạn. Dạ. Chắc nước là phải dở nắp rồi mình chắc nước. Dạ. Sơ chứ để dính đi. Ừ. Ông Bảy có xài số điện thoại gì không? Đồ có biết xài đó đâu mà xài. Có luôn hả? Cái giờ luôn đồ hồi sáu mấy tuổi rồi đó. Cho con là đồ bếp hả ông Bảy? Đồ bếp. À. Mình sơ lên cho nó đều cơm. Đều cái sâu lên cái mình chắc nước. Dạ. Ông Bảy sống như thế này ông Bảy có quen không? Quen rồi. Dạ rồi hàng đêm thì hàng đêm thì khi mà ông Bảy ngủ cùng với người anh của mình suy nghĩ rằng người ta có gia đình thì ông Bảy không có gia đình đó riêng đó thì ông Bảy có buồn tuổi không? Không, cái đó không buồn rồi. Tại vì tự mình khổ thì mình chịu, nó buồn nhất rồi.
cổ cửa vợ con là chỉ có chỗ đó, cũng như kể như mình sẵn để nuôi đi, cũng như kể mà có vợ có con. Dạ. Như vậy là gì đây? Dĩ hàng tạo con nó cũng gian nan tạo cho nó lắm. Mình có buồn cho số phận của mình không không mày? Số phận thì không ít cho buồn, có khi là cũng hơi buồn hơi, có khi không buồn. Ừ. Cái làm những lớn tuổi làm ngày đánh cũng quên đi nó buồn rồi. Dạ. Tại vì nó đối với ông Bảy cũng mấy chục năm rồi. Sao? Mấy chục năm là ông sống độc thân vậy rồi. Dạ, cùng với... cũng như là 61 năm đó. Ừ. 61 năm đó. Dạ. Là vậy chứ. Bây giờ thấy vậy còn nhỏ không, tuổi trẻ là khoảng bước qua lên 30 đó, cách đó còn khu buồn rồi. Mà từ bước lên 30 rồi hết rồi. Từ giảm cũng hết buồn. Cái này con bò dạ. Không ông Bảy rồi. Là giảm hết buồn, ví dụ mà tuổi mà có vợ con không có... Dạ, vô đây thì mới thấy được gần cái nơi ngủ của ông Bảy. Ở đó đây đây là cái mùng được dăng sẵn như thế này nè. Thì cái mùng nó nhuộm một cái màu gọi là màu đen. Lý do là bởi cái khói bếp củi nó có một cái màu đen như thế. Chắc có lẽ là cái mùng này nó cũng khá là lâu, tại vì Bùi Hồ đã thấy nó đã có những cái lỗ gách như thế này. Ở đây thì nó có cái luồng gió từ bên đây ra nên nó vẫn rất là thông thoáng. Khi đến đây thì chui qua một cái coi như là một cái căn hầm. Ở trong chiếc ghe như thế này thì Bùi Hồ mới nhận ra được rằng ông Bảy cũng là rất là coi như là nhà Phật, tại vì ở trên cái miếng thanh miếng như thế này ông ghi một cái chữ rất là rõ ở đây, đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Rồi trong đây thì một cái căn nhỏ mà một nơi cái trang trọng mà ấm cúng nhất thì ông dùng để thờ cúng ở đây. Ở trên đây chúng ta có thể nhận thấy những cái ly, những cái và một cái chân hương để ông thờ cúng, một cái nơi trang trọng nhất mà nó cách xa cái căn bếp của mình cũng như là chỗ ngủ, và ông được dừng rất là chu đáo luôn. Đó. Thì bên đây nó có một cửa sổ này thì dùng để lấy ánh sáng ngoài kia vô. Đó. Thì không biết là ở ngoài nhìn vô như thế nào thì Bùi Hồ sẽ quay camera ngược lại. Thì đây là khi mà ở ngoài mà chúng ta nhìn vô á thì thấy căn phòng này chắc có lẽ là khá là tối. Khá là tối và cũng ngột. Nhưng mà được cái cửa sổ như thế này thì rất là êm. Bước thẳng ra sau này coi xem như thế nào nha. Chắc ở đây là ông khóa lại luôn coi. Cái này là cái đồ mà ông dùng để làm đất mướn, đào đất mướn cho người ta. Ở đây thì hầm lắm, và cái cánh cửa ngoài sau này thì ông lại khóa chết lại luôn, không biết là có mở được hay không. Yeah. Cái cánh cửa này mình khóa luôn hả ông Bảy? À, để con mở ra thử xem. À, ông nơi đây ông chứa những cái vật liệu như là gạo nè. Và một cái máy. Ôi da. Này nhìn ở trong đây nhìn ra nè cô bác quý vị. Thấy nó thấp lắm luôn. Nhưng ở đây thì nó có được có hai cái cây này ở trên mái này được lợp bằng cái miếng bạc như thế này để cho nó hạn chế nắng nóng á. Để chui vô lại. Không khỏi cần khóa, tại vì chắc không có ai, ông không có một cái tài sản nào quý giá ngoài cái tấm lòng của ông. Thì đi ra đây. Ai da. Ngày xưa ông có đào đất mướn nữa hay gì không mày? À, con thấy cái bình ông đào đất đó. Dạ. Ông Bảy đi ở dưới này toàn là chui không hả? Toàn là ngồi đi không chứ? Ngồi đi không chứ đâu có đứng đi được. Cái mùng này nó bao nhiêu năm gắn bó với ông được bao nhiêu năm rồi? Cũng lâu hả? Năm mấy nay tôi là. Rồi ông không có chiếu luôn hả? Không, ngủ vậy không đó. Ngủ vậy nó mát hơn chiếu hay sao? Nó mát.
hay là ông không có tiền mua chiếu? Đâu ở đây cũng có mà không phải mua để vậy ngủ nó khỏe hơn. Dạ mát hơn phải không? Dạ. Con đi theo ông bò lết chứ. Nó quen. Cái này ồ. Oh, cái này thấy nó chắc chắn à. Để sống ra đều quen được bờ cũng còn túng. Không thích lên bờ không mày? Cũng thích lên hơn. Không thích lên hả? Thế cũng đi lên vòng vòng thôi chứ ít tới ấy. Dạ. Nếu như mà có ước muốn trong cuộc đời thì ông Bảy sẽ ước gì? Chà, ước gì hả? Thế coi con không có gì cũng có đủ xài đủ sống rồi chứ không có là gì lấy luôn. Là rồi đâu còn gì nó ước gì nó đủ. Đủ xài đủ sống là sao ông Bảy? À, ví dụ mình có tiền mình xài không có tiền thì mình đủ cơm sống mình qua ngày ngày thôi. Ông có ước muốn gì cho mình ở một cái tương lai nữa không? Không có gì đó nữa rồi. Dạ. Ông muốn ước nhiều cho vợ con này chứ thôi thôi vợ cái giọng đó. Dạ. Ngày xưa giờ có yêu ai không ông Bảy? Không, hồi từ nhỏ tới lớn luôn. Không có yêu à? Con nhìn ông Bảy nhớ một cái nụ cười của mấy người nông dân chính niệm ngày xưa ở miền Tây của mình á. Không có cái chuyện nó mẩy lại nói chuyện rất là thật thà. Tại ai cái gì? Dạ, nông dân chính gốc. Ừ. Ê, ông Bảy đi gì có nhớ quê hương mình nữa không? Dạ, đi lâu quá lâu cũng không nhớ luôn. Ừ. Nếu như mà sau này 100 tuổi già thì lúc đó ông Bảy có dự định là về quê hay là ở đây? Cũng có đó mình cũng chưa khẳng định được. Dạ. Để ấy về quê được rồi về em được thì nằm trên này. Có gì người hướng đái đó bảo đất của thí đó mình nằm người ta bố thí rồi đó nằm thí ông hỏi đất luôn hả? Dạ ông hỏi đất bà bố thí hả? Ừ, những nhạc vô mình kéo cùng mình vậy đó rồi về dưới được khả năng được về dưới thì về không được mình hỏi mình ở nằm đỡ rồi từng thời gian rồi lấy cốt lên đem về dưới trời tự dự định cho mình luôn. Dạ với mấy cũng bà mẹ đồ ông bà rồi nằm ở dưới không góc gác nằm dưới không gì đâu khổ đâu có ai ở trên này. Bởi vì đây về dưới xa khu quá đi ra này chạy là 3.000 mới tới dưới. Chiếc ghe này còn chạy được không mày? Được còn di chuyển được luôn. Còn di chuyển được có cái máy làm sao đó máy đi sáu thì sao đó. Dạ cũng di chuyển lên bên thẳng mình chạy. Dạ ông Bảy lái ghe được á? Được hồi mới lên cũng đi ghe mướn nhiều lắm, đi dắt đúng mướn là cho ghe đó. Dạ sống qua thời gian rồi ghe người ta bán hết rồi nghỉ lên bờ nghỉ thời gian giờ ở đây đó, đó người ta kêu len này làm len ra đặng đắp đê rồi kêu đắp đê mẫu đó cho người ta hạ đó. Tối nay ông Bảy có đi cắm câu không? Không mơ mới có đi. Dạ bị giờ nay mới bắt ốc rồi mơ mới dễ cầm. Mình cấm gì bằng đêm đi ở trên cái những cái bờ đê bờ ruộng nó trượt mưa trời mưa trơn trượt vậy thấy có nguy hiểm lắm không mày? Không sao mà nó ngay đê nó có không có cao không đê người ta làm thấp vậy nè. Dạ yeah. Nó bự ra vậy nè. Dạ thấy dễ đi đê dễ đi đó. Khi mà có lúa thì ông cấm câu ếch, còn mà hết mùa lúa thì ông làm gì? Móc lúa. Móc lúa rồi ta xả tỉa lên ta kêu ta sớ đó người ta kêu đặt bờ làm bờ rồi tới làm bờ luôn. À, làm bờ rồi nghỉ. Nhảy lúa cao lên đi cầm câu nữa thì ra lúa đi mót làm vậy một mùa để làm 2-3 triệu vậy đó. Ồ. Cầm câu rồi cái lúa chín là cắt lúa đi mót rồi người ta sớ rồi ta kêu đắp bờ đó mình mùa làm được ba vậy đó thì cứ mỗi một mùa lúa nào thì ông cũng xoay theo những cái chuyện đó làm. Là một là móc lúa, lúa cắt thì móc lúa, còn lúa mà không cắt thì lúa lớn thì ông đi cắm câu. Câu. Thì móc lúa với cắm câu cái nào lợi hơn, nhiều tiền hơn? Móc lúa là đỡ, cắm câu thì kiếm sống hàng ngày. Móc lúa thì cực hơn không? Móc lúa thì nó cực hơn rồi, cắm câu thì chiều mình đi dắt này là cắm rồi gì à? Ông móc lúa bông của mình đó hả? Lúa bông á, rồi về mình đạp ra. Đạp ra rồi ông sẽ bán cho người ta? Đâu, để ăn chứ. Đi bán cái rủ không bằng ra tiền cái chết à. Ồ. Ông để ăn dạ. Cũng phải thủ xã chứ rồi vụ dầu ngày nào mà nóng mặn rồi ai đi trà cho không có máy xay tới đây rồi đây nó máy xay rồi chịu đem gạo vô dạ chứ là không thủ lúa rồi nè, nếu như mà mua lúa vậy rồi tiền đâu mua đồ ăn thì bước vào kiếm rồi ví dụ cầm hết vô bây giờ mình được 4 ký thôi mình để ăn hết thì nửa ký ký vậy đó sống ngày đó thôi. Dạ. Ngày sau mình để lên nữa. Ý con nói giống như là mùa lúa kìa. Mùa lúa rồi ông
Mùa lúa thì ông mong lúa, ông đâu có thời gian đi cắm ớt. Cũng có chứ. Đi không ấy giờ mình đi mót đó. Dạ. Yeah. Thì vô chợ mua con cá hoặc cá này kia đó. À. Mua mình có cô ăn. Lúc đó mình lúc đó mình còn có tiền không? Có cũng có chứ, có cũng ít bán ở vụ lúa nó còn đó. Mình bán lúa. Dạ. Vậy vụ dùng được 4 dạ, mình bán 2 dạ là 2 dạ đây đó. Dạ. Vậy đó rồi mua lấy tiền đó ra mình mua đồ ăn ăn. Dạ. Ăn như có lúa. Có lúa rồi thì có lấy được thì mình chút đỉnh bán nữa nữa đi ăn. Còn hoàn cảnh như thế. Tối ngủ dạ dạ tối ngủ mà ghe chạy lắc lư như thế này ông quen không? Quen rồi. Dạ nó thấy lắc lư hơn không cô bác với anh chị. Có những ghe lớn á nó chạy sóng lớn hơn không vậy? Chạy chiếc tàu là chạy giờ hết tôi chưa từng gặp mấy chiếc kia rồi chẹt rồi ngạt chở mấy cách nó chạy lắm lướt bắt được phải vậy đâu la hoài gì tới đây la hoài tới đây nó chạy ra ngang chỉ rồi nó tốt rồi nó làm quân dữ nó sẽ ý là ông nó dữ nó chạy ngang ra ông bắt chữ vậy nó quen nó cắt nó quen nó chạy đó rồi nói rồi nó đưa biết rồi nó chạy cầu rồi thôi chú chưa thấy ông ra này nó cũng ngút cũng nhầm cũng nguy hiểm ha thì la dí chằng chằng tới đây nó chỉ chạy thần tới chỉ tốt rồi được nếu mình lễ nó chạy tự nhiên chết mình à chạy lắc chuyện gì nói. Dạ, con cảm ơn ông Bảy chia sẻ với con. Thì cô bác của anh chị vừa hồ cũng tham quan một vòng ở trong cái nơi mà ba chị em sinh sống đó là ông Sáu, ông Bảy với lại bà Ba. Thì thấy hoàn cảnh của ba anh em rất là thương nhau thì cũng rất là trân trọng và cái tình cảm của ba ông bà. Còn, anh em thì rất là quý với nhau không Bảy? Đồng quý đến đồng bọc với nhau sống với ba chị em đồng bọc với nhau sống với nhau bỏ hơi quẹ rồi còn hai chị em lo thì sao không lo biết sao dạ thì Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác với anh chị về hoàn cảnh của ông Bảy cũng như là ông Sáu thì đi rồi thì thì đồng mời nên không có gặp ông Sáu trời cũng khá chiều nên Bùi Hồ cũng phải tranh thủ về gặp ông Bảy đang nấu cơm như thế này cũng khá là vừa ngồi khi gặp lại cái nồi cơm củi khi xưa nồi cơm củi huyền thoại của miền Tây mà ai cũng nhớ được thì hôm nay thì muốn chia sẻ hoàn cảnh này cho cô bác quý anh chị và mọi người cùng biết để cùng đồng hành với Bùi Hồ cũng như là có dịp thì ghé về đây ở xã Vĩnh Thanh huyện Châu Thành cái này xã Cần Đăng huyện Châu Thành tỉnh An Giang dạ thì hãy tìm đến ông Bảy một lần để mà hiểu thêm về cái cuộc sống của ông và thông điệp Bùi Hồ cũng gửi đến cô bác quý anh chị còn nhiều vấn đề khó khăn vất vả hơn thì mong mọi người sẽ cố gắng đồng hành cùng Bùi Hồ cũng như là chia sẻ những vấn đề như thế này cho mọi người cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại. Gặp cái tình trạng cái này bỡ ngỡ quá, cái đó là nước cơm ông Bảy chắc nước lại để làm canh đó hả? Làm canh. Ôi, ông Bảy cho ngày xưa con cũng nhỏ, mẹ con cũng cho con uống nước cơm như thế. Ông Bảy có thể cho con tí xíu được không? Được. Cho đây, con một cơm miếng. Cơm này là nó không bằng cái nước cơm cũ. Thôi lấy này đi. Dạ, cái ca đó đi. Lấy là không bằng nước cơm hồi xưa. Hồi xưa nước cơm đúng mùa đó. Thôi cho con một cái dạ. Dạ. Nước cơm ngày xưa. Mày uống hay gì? À, uống miếng. Đây là cái nước cơm ngày xưa mà ngày xưa Bùi Hồ thường... còn nhỏ khoảng 5-6 tuổi nhà không có sữa uống thì uống bằng nước cơm như thế này. Hôm nay có chỗ ông Bảy thì xin một giá như thế này con hấp luôn nha. Bỏ đồ vô. Thôi khỏi khỏi con hấp nguyên chất như thế này. Nóng nè, nóng nè. Ngọt á. Lâu lắm không uống nước cơm. Ngọt lắm, lâu lắm rồi. Mấy chục năm rồi đó con không uống nước cơm. Con cảm ơn ông Bảy nha.